Đây là con đường làng của nhà Lavender. Đây là một đám hồng dại, hồng dại mà cũng đẹp rực rỡ nè mọi người. Trời ơi, hồng dại thôi đó. Cái hồng dại này thì nó có khắp khắp nơi ở trong đường làng nha mọi người. Đây là nhà của hàng xóm. Đây cũng là nhà của hàng xóm. Hôm nay tôi đi nhiều chuyện, tôi đi đến nhà của hàng xóm chơi. Bởi vì ngày hôm qua người ta đến, người ta cho quà xong người ta không có lấy cái đĩa về nên là hôm nay tôi phải đi trả. Và tôi cũng đã để lên đó hai thanh sô cô la. Bởi vì cái phép lịch sự của ở đây là khi mà họ cho mình quà thì mình phải có một cái gì đó để gửi lại, và hai nhà cứ như thế đưa qua đưa lại. Mọi người thấy không, làng quê yên tĩnh buổi chiều vắng người. Nói chung là cái khu vực nhà của Lavender rất là vắng người. Nói chung là mọi thứ rất là bình yên của mọi người. Không khí thì trong lành nè. Mọi người xem, đây là nhà hàng xóm kế cận nhà Lavender. Còn đây là phía sau nhà tôi đó, có cái nắp nhà đó, nhà tôi đó, tiếng ồn với chắc của Anthony. Phía sau nhà mình có một con suối nhỏ phía trong đó, nhưng mà cũng không mấy đi ra ngoài đây. Đây là hàng thông nằm ở cả hàng rào nhà mình, nó thuộc hàng rào nhà mình. Cái cây này thì hồi nãy cô hái cô tặng mình cũng chẳng biết là cái tên gì, nhưng mà nói là để cái này lá này vào nước chè mọi người uống sẽ rất là ngon. Còn đây, bây giờ tôi mới phát hiện nhà tôi có cây xoài. Mọi người thường nghe gỗ xoài đúng không? Cái quả đỏ đó thì thực sự là lavender, cũng không biết là quả gì đâu. Đó. Bên đây là khu vực nhà của hàng xóm. Mọi người thấy không? Ở đây nè, cái cây mà mã đề đó mọi người, cái mã đề đó rất là nhiều. Anh hàng xóm có một cái tượng, anh tự làm tượng của ảnh. Đây hồng dại, đây cái đám hồng dại đây nhiều lắm, hôm trước nó ra hoa nhiều. Đây là mình chưa có thời gian để làm cỏ cái này, mình vừa trồng được những cái cây gọi là cây tử đinh hương á mọi người. Ở đây nè mình trồng được 3 cây. Nhưng cỏ ngoài đây á mình chưa phủ đất lên nhiều, nên nếu mà mình nhổ cả gốc của nó thì anh Tony sợ là nó bị lỡ đất ở cạnh hàng rào nhà mình, nên anh nói thôi cứ để nó đi, ảnh có thời gian thì dùng máy cắt cỏ để cắt. Hy vọng là 5 năm nữa nó sẽ trổ được một vài bông hoa tử đinh hương. Trước cửa nhà mình, hàng xóm này thì ít có khi đến, nhưng mà nhà thì lúc nào cũng kiểu không có cổng, không có gì hết. Còn đây là ngôi nhà của mình. Thôi, kết thúc một cái hành trình đi nhiều chuyện ở đây nha mọi người. Xa xìu giờ đi mấy tiếng đồng hồ lại nhà cô hàng xóm cứ lân la ngồi chơi ở đó. Bye bye mọi người.